chào mọi người, tụi mình là sinh viên thiết kế thời trang của Đại học Hoa Sen. Thì tụi mình đang có mặt tại Việt Nam Fashion Journey. Triển lãm Việt Nam Fashion Journey 2000 đến năm 2023 do tạp chí Harper's Bazaar Việt Nam tổ chức vừa khai mạc ngày 15 tháng 12. Triển lãm quy tụ hàng trăm thiết kế từ các nhà thiết kế nổi tiếng. Trong đó, trường Đại học Hoa Sen vinh dự có 4 thiết kế của 4 sinh viên Phạm Huỳnh Phi Khác, Lâm Chí Cường, Nguyễn Ngọc Thúy An, Trung Tùng Quân được trưng bày tại triển lãm. Đây cũng là các sản phẩm xuất sắc nhất trong đồ án tốt nghiệp Fashion Creation của ngành thiết kế thời trang trường Đại học Hoa Sen trong tháng 7 vừa qua. Tức là được đầu tư là công phu tuyệt vời, em cũng thấy tự hào. Tác phẩm của các anh chị trường Đại học Hoa Sen thì làm em rất là ấn tượng, khi mà cái nó có tính thẩm mỹ cao, hoàn thiện. Về hình khói của cái tác phẩm này thì cũng rất là có gây hiệu ứng thị giác tốt. Em cảm thấy cái thiết kế của mấy anh chị Hoa Sen nhất, tức là được đầu tư là công phu. Em thấy là anh chị đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cũng như là công sức của mình để cho những cái thiết kế ấy được đẹp nhất và được trưng bày ở đây. Em đây cũng là động lực của em để em cố gắng học tập và phát triển bản thân để có thể thiết kế của mình có thể được trưng bày ở đây. Tất nhiên là rất là tự hào, tại vì trong một cái khuôn khổ Việt Nam Fashion Journey lớn như vậy mà có bộ sưu tập của sinh viên Hoa Sen thì nó rất là, em thấy rất là tuyệt vời. Em cũng thấy tự hào khi mà được nhìn thấy những bộ sưu tập của các anh chị đi trước ở trong khuôn khổ trường mình. Ngoài truyền cảm hứng ra thì em thấy là mình được biết thêm về những chất liệu, cách xử lý chất liệu, cách lên form dáng. Và khi mà mình phối những cái hình khói với nhau thì nó sẽ ra được cái hiệu ứng thị giác như thế nào. Thì ngoài ra còn có một cái nữa là cách mọi người trưng bày sản phẩm cũng làm cho em học được rất là nhiều, khi mà em ra trường có thể áp dụng vào công việc của em.